bất kỳ loại da nào mà các hãng thuộc da có, Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho quý khách. Với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn, không bị bọt vàng, và với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật nhận hột chuyên nghiệp thì tỷ lệ rớt hột hầu như là bằng không về kỹ thuật cũng như là về tiêu chí tuyển chọn hột kim cương và gắn từng hột kim cương cho đồng nhất và đều và đẹp. Và tất cả những chính sách khác cũng vậy, Kỳ Lân cũng có tiêu chí riêng của Kỳ Lân để tạo nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, Kỳ Lân Luxury.com. Hôm nay Kỳ Lân xin phép giới thiệu với tất cả quý khách bộ sưu tập đồng hồ chế tác bằng vàng khối và kim cương thiên nhiên. Đây là mẫu chế tác theo hãng đồng hồ Patek Philippe, một sản phẩm chính hãng thì giá rất là cao và khó mua. Và để sở hữu được em nói dễ dàng hơn thì Kỳ Lân ra đời những sản phẩm chế tác như thế này. Tất cả chất liệu chỗ nào bằng vàng là bằng vàng 18K AU750 đúc từ vàng Y và hội chuẩn nên màu sẽ cực kỳ chuẩn. Và đây là cụ thể là một chiếc đồng hồ full vàng và kim cương baguette, full vàng khối 18K AU750, và đây là chiếc vàng hồng Rouen. Thì hiện tại trên màn ảnh video này thì có hai phiên bản, một phiên bản là mặt và vỏ là full vàng, vòng bezel full kim cương baguette, dây là bằng da cá sấu, và một phiên bản Kỳ Lân đang đeo trên tay là mặt y chang nhau, full bằng vàng hồng và kim cương baguette, cọc kim cương luôn, 3 kim 1 lịch, và dây thì bằng vàng nguyên khối. Có nghĩa là hai chiếc đồng hồ này y chang nhau, chỉ khác nhau option là một cái là dây da và một cái là dây bằng vàng nguyên khối. Thì tùy theo nhu cầu và tùy theo tài chính của quý khách muốn bỏ ra để sở hữu em nó thì option là dây bằng vàng luôn, dây bằng da luôn, thì dây bằng da sẽ chi phí và giá thành sẽ rẻ hơn. Và da thì quý khách thích da gì, da cá sấu, da bê, da cá mập, bất kỳ loại da nào mà các hãng thuộc da có, Kỳ Lân sẽ đáp ứng cho quý khách. Hoặc là khi chúng ta dùng dây da một thời gian và không thích dùng dây da nữa, muốn chuyển thành dây vàng thì mình sẽ đặt thêm bộ dây vàng đưa vào, Kỳ Lân sẽ làm cho quý khách. Hoặc là khi quý khách đang đeo, thích đeo hoặc là mua sản phẩm dây bằng vàng khối và sau một thời gian thích thay đổi dây da thì mình mua thêm bộ dây da nữa, da gì, màu gì là quý khách chọn, Kỳ Lân sẽ đáp ứng và Kỳ Lân sẽ thay cho quý khách vào. Đến khi vài bữa quý khách thích thay đổi thì mình lại thay dây. Có thể là mình dùng nhiều dây da màu đỏ, màu đen, màu trắng, vân vân, và mình thay vào theo mùa mà mình dùng. Và đối với sản phẩm đồng hồ thì quý khách thích vàng gì, vàng hồng Rougon, vàng vàng, vàng chanh hoặc vàng trắng, Kỳ Lân sẽ thực hiện và đáp ứng ngay đúng nhu cầu của khách luôn. Về kim cương thì hiện tại cụ thể đây là kim cương baguette. Còn nếu như quý khách không thích kim cương baguette thì chúng ta dùng kim cương tròn như là chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe chế tác của Kỳ Lân đây. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm bằng vàng nguyên khối, vàng 18K, AU750 chuẩn châu Âu và kim cương thiên nhiên. Cụ thể như là đồng hồ nè, nhẫn nè, lắc tay nè, điện thoại nè, nói chung tất cả những cái gì bằng vàng nữ trang hay là bất cứ cái gì mà bằng vàng quý khách thích làm thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cho quý khách luôn. Rồi và ngoài ra về da thì Kỳ Lân cũng chuyên về da và hỗ trợ da cho đồng hồ luôn. Kỳ Lân có nguyên một kho da cá sấu, da cá mập, da đà điểu, da tất cả các da của các hãng mà công ty mà chuyên thuộc da luôn. Kỳ Lân sẽ gửi catalog màu sắc da cho khách chọn. Ví dụ như khách thích làm túi, làm đồng bộ với da đồng hồ, khi đồng hồ đồng bộ với túi làm chung một cặp đồng hồ, áo hoặc là giày dép, túi sách vân vân, Kỳ Lân sẽ thực hiện nha. Ví dụ như quý khách đang dùng những sản phẩm mà đang có của mình mua từ lâu bị cũ thì đem đến với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ hỗ trợ spa cho quý khách. Còn đối với những sản phẩm mà quý khách dùng mua từ lâu ở đâu đó mà bị hư, bị rớt nút chỉnh, nút núm hay là bị mẻ vàng, bị rớt kim cương chẳng hạn đi, thì đến với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ thực hiện spa và hoàn thiện lại sản phẩm như ban đầu cho quý khách. Và đối với những sản phẩm quý khách dùng bằng dây da bị hư thì Kỳ Lân sẽ thực hiện thay da cho quý khách theo đúng màu yêu cầu, màu thích của mình,
Hoặc là nếu như những dây đồng hồ cách bị xệ, bị biến dạng cái kiểu dáng đi thì đến với kỳ lân sẽ phục hồi lại trong cách luôn. Và khi chúng ta sử dụng đồng hồ mà bị chậm giờ, bị chạy sai hay là bị vấn đề gì về đồng hồ thì cũng liên hệ với kỳ lân luôn, kỳ lân sẽ thực hiện cho quý khách. Và ngoài cụ thể, ngoài hai chiếc đồng hồ cùng kiểu này mà khác option là dây da thì kỳ lân có chế tác thêm một chiếc nhẫn đồng hồ cũng theo option là full vàng, hồng và kim cương, nhưng mà kim cương tròn. Máy của chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe này chạy bằng pin nên giờ cực kỳ chuẩn. Còn chiếc đồng hồ chế tác Patek Philippe này là máy cơ. Nếu như chúng ta không đeo thì chúng ta phải dùng cái hộp để cho nó quay đồng hồ, để cho đồng hồ luôn luôn hoạt động. Còn nếu như chúng ta đeo hết cốt trữ mà không đeo, mình cắt đi mà nó chạy hết cốt trữ rồi thì đồng hồ sẽ đứng lại, mình sẽ lên cốt lại cho nó và mình chỉnh lại giờ thì hơi mất công một chút, khác với máy pin là vậy. Và đây là một sản phẩm Veto Cinderet chính hãng và được kỳ lân đính thêm kim cương và chế tác thêm phần đuôi ở dưới đáy này bằng vàng nguyên khối và đính kim cương. Có nghĩa là nguyên cái máy này chính hãng từ hãng Veto và được kỳ lân chế tác đính kim cương thêm, và phần dưới này chế tác thêm phần đuôi bằng vàng nguyên khối 18K ở 50 và đính kim cương lên, và gắn thêm một viên kim cương 2 ly ở dưới đáy, rất là đẹp, rất dễ thương và chiếu. Nói chung là quý khách thích chế tác bất kỳ cái gì quý khách muốn thì liên hệ với kỳ lân. Quý khách hãy đưa ý tưởng cho Kỳ Lân hoặc là đưa những cái sản phẩm mà mình từng thích, từng thấy ở đâu đó cho Kỳ Lân, và Kỳ Lân sẽ trao đổi với quý khách để thiết kế, design, tạo thành những fiber day hoàn chỉnh, hoàn hảo cho quý khách xem, và Kỳ Lân sẽ thực hiện thành sản phẩm hoàn thiện, hoàn hảo như vậy. Với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn, không bị bọt vàng, và với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật nhận hột chuyên nghiệp thì tỷ lệ rớt hột hầu như là bằng không, gần như là bằng không luôn. Và những hột kim cương tròn hay baguette gì cũng vậy, đội ngũ kỹ thuật của Kỳ Lân sẽ tuyển chọn từng hột và cho nó đồng nhất theo tiêu chí của các hãng lớn mà họ đã từng làm và từng phát triển và từng thành công. Có nghĩa là tất cả những sản phẩm gắn hột thì họ sẽ chọn những hột tương đồng và đều với nhau, chứ không phải là chọn bừa chọn đại vô để thành hoàn thiện sản phẩm. Kỳ Lân cũng vậy, Kỳ Lân cũng áp dụng những chính sách như những hãng lớn đó, và với kinh nghiệm riêng biệt, chuyên nghiệp của riêng mình, riêng Kỳ Lân Luxury kết hợp lại đã tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ Lân Luxury, và những chính sách đặc biệt hơn về kỹ thuật cũng như là về tiêu chí tuyển chọn hột kim cương và gắn từng hột kim cương cho đồng nhất và đều và đẹp. Và tất cả những chính sách khác cũng vậy, Kỳ Lân cũng có tiêu chí riêng của Kỳ Lân đã tạo nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay. Và Kỳ Lân tiến hành căng thử chiếc đồng hồ full, chiếc đồng hồ bằng vàng và kim cương có dây bằng da, trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu. Chiếc đồng hồ này là 102.3 gram, tương đương với 2 lượng 2 bảy mươi, hơn 2 lượng 7. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã xem video này. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like, theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hãy truy cập vào website kylanluxury.com để xem những sản phẩm mới và giá cả, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ quý khách tất cả những gì về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.